chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đọc, lại là mình Hoàng Anh đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với chuỗi series AOP và test game hai chiếc máy, đấy là Oppo 7 Pro 5G này và iPhone 13 Pro Max. Và mình sẽ không để làm tên máy và chỉ để làm máy A và máy B. Và dịch vụ của các bạn chỉ là đoán đâu là máy A và đâu là máy B. Và bắt đầu video thôi, let's go. Và hiện tại thì iPhone 13 Pro Max và Oppo Find X5 Pro 5G vẫn đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động, cả máy cũ và máy mới. Và nếu các bạn có ấn tượng với sản phẩm này hay là muốn biết thêm thông tin nhiều hơn thì các bạn click vào đường link mình để dưới phần mô tả cho các bạn rồi nha. Và mình cũng xin lưu ý với các bạn là toàn bộ video này mình sẽ thu voi bằng hai chiếc điện thoại luôn nha, và mình sẽ thay đổi liên tục qua hai chiếc điện thoại này. Khi đi trên đường thì mình thấy khúc này đang làm đường khá là gập ghềnh nên là mình cũng lấy máy test độ chống rung của chiếc Oppo Find X5 Pro 5G và iPhone 13 Pro Max khi di chuyển trên xe luôn. Nhìn chung thì ở hai máy mình thấy độ chống rung khi đi trên đường cũng không thực sự khác biệt nhiều. Tuy nhiên thì theo mình cảm nhận thì có vẻ máy A sẽ chống rung ổn định hơn. Còn khi qua lúc chạy bộ thì hình ảnh ở máy A mình thấy là sẽ hơi mờ hơn nè, màu sắc thì sẽ hơi đỏ hơn một tí. Các bạn nhìn vào hai video thì chắc thấy thực sự khác biệt rồi đúng không nè? Giữa iPhone 13 Pro Max và Oppo Find X5 Pro 5G thì chúng ta sẽ có thêm tính năng là quay video xóa phông và Cinematic Mode thì hiện tại mình đang quay ở F3.5. Nói chung thì mình thấy là khả năng bắt nét của hai em máy này cũng khá là ok, không có gì để chê nè. Ok, còn đây là khả năng quay video bằng cam trước ở điều kiện đủ sáng. Còn đây thì sẽ là ngược sáng. Và mình nghĩ là các bạn có thể thấy được là sự khác biệt về chất lượng video của hai chiếc máy này đúng không nè. Khi quay video ngược sáng và đổi sáng ở cam sau thì mình thấy là có sự khác biệt rõ rệt ở hai máy. Ở máy A thì điều kiện ngược sáng thì sẽ hơi mờ nè, không làm rõ được chủ thể. Còn khi ở điều kiện đủ sáng thì mình thấy là cả hai em máy này đều khá là ổn. Còn khi zoom xa từ 1x đến 9x thì mình thấy là cả hai máy đều ổn định. Nhưng mà mình thấy là ở máy B thì sẽ rõ hơn là máy A đó nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ test khả năng lọc âm của chiếc iPhone 13 Pro Max và Oppo Find X5 Pro 5G để xem chiếc nào lọc âm tốt hơn. Vì hiện tại thì mình đang ở một cái môi trường khá là ồn này, có rất là nhiều xe cộ qua lại. Và mình sẽ nói liên tục hơn để các bạn cảm nhận rõ hơn về độ lọc âm của hai máy nha. Đi dạo một vòng với mình thì mình thấy là có khá nhiều góc đẹp nên là mình sẽ quyết định chụp một vài tấm hình. Và ảnh ngược sáng thì mình thấy máy A lên màu sáng hơn nè, nhìn chuẩn hơn. Sắc độ sáng cũng phân phối hài hòa hơn, có độ tương phản cao hơn. Còn khi zoom cận thì mình thấy là máy B sẽ có độ chi tiết hơn. Ở ảnh đủ sáng thì cả hai máy đều cho ảnh rất là chi tiết và sắc nét nè. Khi zoom lên cả hai đều không bị bể, màu da thì tươi tắn, chủ thể thì được nổi bật khá là rõ ràng. Chuyển sang chế độ chân dung thì máy A sẽ xóa phông nhiều hơn máy B, tạo cảm giác tách chủ thể rõ ràng hơn nè, có chiều sâu hơn. Nhưng mà khi zoom cận lên thì các chi tiết ở máy B trông sẽ mịn màng hơn. Còn về ảnh góc rộng thì máy B chủ thể trông sẽ hài hòa hơn, còn ở máy A thì sẽ hơi ám xanh nhẹ nè, chủ thể cũng sẽ không được nổi bật như ở máy B. Ok, và video chỉ tới đây thôi, và mọi người hãy cùng với mình dự đoán đâu là máy A và đâu là máy B. Và mọi người thích chiếc máy nào hơn thì hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả cho mình nha. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe và bật chuông thông báo cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.